Dưới chân núi Ba Vì còn gọi Tản Viên Sơn là nơi có 98% người Dao sinh sống. Vùng núi Ba Vì với đỉnh cao nhất là 1.296m, có môi trường thực vật và động vật vô cùng phong phú, nhất là có nguồn dược liệu quý đa dạng. Lúc đầu người Dao làm thuốc để tự chữa bệnh cho mình và các thành viên trong gia đình, sau đó họ đi khắp nơi để truyền bá về giá trị của thuốc nam gia truyền cũng như để kiếm kế sinh nhai. Nghề thuốc của người Dao Ba Vì được bồi đắp theo thời gian, thế hệ trước trực tiếp truyền thụ, hướng dẫn chỉ bảo cho thế hệ sau. Tri thức làm thuốc nam của người Dao ở xã Ba Vì được coi là di sản văn hóa và đang được ngành văn hóa Hà Nội cũng như chính quyền địa phương bảo tồn phát triển. Xã Ba Vì là một cái xã mà chiếm tới 98% là đồng bào dân tộc Dao. Thế thì chúng tôi cũng xác định là đối với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân là chúng tôi cũng xác định là cái mũi nhọn để phát triển kinh tế. Thì đối với đồng bào dân tộc Dao thì cái vốn từ xưa đến nay là có cái nghề truyền thống là thuốc nam. Thế thì đối với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì chúng tôi thì cũng trước hết là cái định hướng là chúng tôi sẽ đi vào cái việc là thực hiện cái việc mà sản xuất rồi thì là trồng cây thuốc nam để thực hiện cái thứ nhất là để phát triển kinh tế của xã nhà. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thuốc cứu người, từ nhỏ Lương Y Lý Sinh Phúc, Lương Y Lý Thị Nụ là hai anh em ruột đã sống trong cái nôi y học dân tộc. Theo cha và nhiều cao niên trong làng học từ cách nhận biết cây thuốc cho đến chẩn bệnh bốc thuốc. Được tận mắt thấy tai nghe về sự kỳ diệu của những cây cỏ bình dị xung quanh vườn nhà mà lại có tác dụng chữa bệnh đã thôi thúc hai anh em Lương Y Lý Sinh Phúc, Lương Y Lý Thị Nụ quyết tâm trở thành một thầy thuốc. Vững y đạo, giàu y đức. Tôi khám chữa bệnh cho mọi người không phân biệt nghề nghiệp, giàu nghèo và địa vị. Cảm thấy rất vui khi mình đã làm được một cái điều gì đó rất là ý nghĩa cho đời. Và cũng vấn đề đó mà tôi đã thôi thúc tôi hàng ngày tôi học hỏi thêm và tự hoàn thiện mình nhiều hơn nữa để ngày một nâng cao cái trình độ chữa bệnh cho mọi người. Khi từ nhỏ thì tôi đã được ấp ủ những cái niềm đam mê là sau này làm sao để lớn lên thì có thể là theo cái nghề truyền thống của gia đình mình để có thể chữa bệnh cho thật là nhiều người nữa. Và sau khi tôi đã học xong cấp 3 thì tôi đã theo học những cái trường y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội để mình trau dồi thêm những cái kiến thức, những cái khoa học tiên tiến để có thể về mình áp dụng theo những cái y học cổ truyền của gia đình mình để chữa bệnh cho bệnh nhân. Để tìm được những vị thuốc quý hiếm ẩn mình trên núi cao Đại Ngàn, người Dao buộc phải khổ công lặn lội trong rừng sâu núi thẳm để tìm kiếm. Nghề thuốc muốn duy trì và phát triển được thì không chỉ dừng lại ở việc sử dụng dược liệu để bốc thuốc, mà còn bắt đầu từ công việc tìm kiếm cây thuốc, chế biến, bắt bệnh và bốc thuốc. Dù vậy, lĩnh vực y dược luôn biến đổi từng ngày, chỉ gìn giữ nghề gia truyền thôi là chưa đủ, mà còn đòi hỏi những thế hệ đi sau phải học hỏi cái mới để đáp ứng được dòng chảy của thời đại. Trước đây thì là khi mà chưa thành lập các cái hợp tác xã thì phát triển nó manh mún. Nhưng mà khi thành lập hợp tác xã rồi thì thấy phát triển nó rất là quy mô. Và từ cái đó thì là cái mà cũng lại là tăng thêm rất là nhiều những cái thu nhập cho nhân dân, tức là giải quyết được công ăn việc làm cho nhân dân. Và chính vì thế cho nên là cái tỷ lệ hộ nghèo của xã tôi là hiện nay là cả xã là còn 9 hộ nghèo. Hiện nay ngày càng có nhiều người hướng đến việc sử dụng nguồn thảo dược trong việc phòng, điều trị và chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Các bài thuốc nam được nhiều người biết đến và tìm hiểu hơn. Đây chính là một cơ hội để mở rộng sự phát triển của làng nghề thuốc nam thôn Yên Sơn. Những cái bệnh nhân nghèo đến với nhà thuốc chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy rất là thương, rất là cảm kích. Nó cứ như là một cái phần nào của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã hỗ trợ để điều trị miễn phí cho họ. Nhờ những đóng góp trong phong trào phát triển y học địa phương của Lương Y Lý Sinh Phúc và Lý Thị Nụ, các bài thuốc nam gia truyền của hợp tác xã nói riêng và thôn Yên Sơn xã Ba Vì nói chung đã tiếp cận và cứu chữa được nhiều bệnh nhân, qua đó để lại trong lòng người bệnh hình ảnh tốt đẹp về thuốc nam cùng những người kế nghiệp y học dân tộc, góp phần gìn giữ bảo tồn nghề thuốc để tương lai thuốc nam vẫn luôn đứng vững đi lên và song hành cùng sự phát triển của đất nước.